Thưa quý vị, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm chung tay bảo vệ môi trường biển, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã phối hợp với Hải đội 33, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển Ba, Trung tâm bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo và các tình nguyện viên tổ chức ra quân thu gom xử lý rác thải đại dương tại Hòn Bà. Đây là hoạt động được Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tổ chức định kỳ hàng năm tại các đảo nhỏ. Hòn Bà là đảo lớn thứ ba trong quần đảo Côn Sơn, có diện tích tự nhiên khoảng 576 hectare giữa Hòn Bà và đảo chính Công Sơn là Vịnh Bến Đầm. Đây là cửa ngõ ra vào cung đảo bằng đường biển, cũng là nơi neo đậu tàu thuyền và các dịch vụ hậu cần thủy sản tại cung đảo. Vì thế, các bãi biển thuộc Hòn Bà thường hứng chịu một lượng lớn rác thải đại dương trôi giặt vào hàng năm. Trong đợt ra quân thu gom rác thải tại Hòn Bà lần này, dân quốc gia cung đảo đã quy động sự tham gia của hơn 30 người, tập trung thu gom xử lý rác tại khu vực bãi cát lớn và bãi cát nhỏ. Trong đó, các loại rác thải dễ phân hủy sau khi thu gom được đốt tại chỗ. Các loại rác vô cơ được đưa về đảo lớn để xử lý theo quy định. Sau 2 ngày ra quân, hơn 50 khối rác thải tại khu vực Hòn Bà đã được thu gom xử lý, trả lại sự thông thoáng cho các bãi biển. Hôm nay tuy có chút mưa nhưng mà mọi người rất là nhiệt tình, làm nhanh và sạch. Các bãi biển tại khu vực Hòn Bà là khu vực có hệ đa dạng sinh học cao, trong đó hầu hết là rừng nguyên sinh và rừng ngập mặn do đó công tác thu gom xử lý rác thải thường xuyên tại khu vực này có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học tại đây. Tôi thấy đây là một cái việc làm rất có ý nghĩa đối với cái việc mà phát triển du lịch huyện côn đảo và phát triển cái nền kinh tế côn đảo nó bền vững hơn. À, tôi rất mong rằng các tháng tiếp theo, các quý, các năm thì bên vườn quốc gia nên có những cái kế hoạch này thường xuyên hơn để mọi người cùng chung tay bảo vệ côn đảo luôn được xanh sạch đẹp. Dịp này, Dương quốc gia côn đảo còn lồng ghép tuyên truyền vận động người dân du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần giảm thiểu rác đại dương, bảo vệ môi trường biển đảo. Rác thải đại dương đang là vấn đề nhức nhối của các địa phương gian biển và các vùng hải đảo, trong đó có côn đảo. Do đó, ngoài việc ra quân thu gom rác thải tại các hòn đảo nhỏ, Ban Quản lý dường Quốc gia Côn Đảo cũng mong muốn người dân du khách và ngư dân thực hiện nếp sống văn minh, không thải rác chưa qua xử lý ra môi trường. Có như thế, biển đảo mới thực sự xanh, sạch, đẹp, bền vững.